舞動，誰獻柳梢泣訴珍重，一轉眼舊情已空，徘徊在幽冥路中，那許願分給操縱，俗世空塵夢，盼再共你相通，無奈他必須告終。 冷月當殘紅，情切像霧更濃。萬般相思，縱心狂活，你也無用。難在這意域重逢，路間繞沙半重。縱使有夢，心不再痛。 Hải Nông, thật ra chuyện này đã sao hả? Tại Trác Hùng. Tên này chuyên môn làm ác. Dù nói chết rồi không chừng nó cũng biến thành con ma ác đó. Nè, ngươi dùng lá bùa này dán lên trán của nó. Như vậy khỏi cần phải sợ nó nữa hả? Chung đại sư, đại sư giúp đỡ tôi gặp mặt Tâm Lan lại, tôi có biết làm sao trả ơn. Cô cô đừng có khách sáo mà. Chuyện lần này tôi không biết là đã giúp cô hay là đã hại cô nữa. Miễn là tôi được gặp mặt lại với Tâm Lan, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Cô ở trên trần gian chỉ được có 7 ngày. Lần này cô trốn từ Đại Hà Kiều, chẳng những cô mất đi một cái dịp đầu thai chuyển thế làm người, hơn nữa 7 ngày sau hồn của cô sẽ bị tiêu tan. Điều này tôi không cần thiết. Nếu có 7 ngày, 7 ngày là đủ rồi. Thiên Nông, Hiểu Đồng, nhưng mà Thạch đại ca biết được chuyện này, em nghĩ chắc là anh sẽ đau lòng lắm. Hiểu Đồng, Chung đại sư, xin đừng cho Tâm Lan biết chuyện này nha. Đại sư làm ơn đi. Đại sư pháp lực cao siêu, bộ đại sư không còn cách nào khác nữa hay sao? Cô Hiểu Đồng mà, cái này là số trời mà, không có thể thay đổi được đâu. Không còn cách nào nữa à? Không lẽ là ngồi nhìn chị Nông hồn bị tiêu tan? Hiểu Đồng, đó là ý trời, em đừng buồn nữa. Bây giờ chị chỉ mong kiếm một chỗ nào yên tĩnh để cùng với Tam Lan sống hết 7 ngày. Nhưng mà 7 ngày sau... Hiểu Đồng em hứa với chị một chuyện đi. Chị cứ nói, nếu mà em làm được, em hứa là em sẽ làm. Lúc hồn của chị tiêu tan, sợ Tam Lan chịu không nổi, 7 ngày sau em phải tới kiếm chị và săn sóc Tâm Lan giùm chị nha. Cô Nông trong mấy ngày nay cô phải cẩn thận nha. Rủi mà bị quỷ sứ bắt về cô sẽ bị đày xuống địa ngục 18 tầng và còn phải chịu khổ mãi mãi đâu. Chung đại sư, cứu tôi đi. Chung đại sư, cứu tôi đi. Kệ đi, để họ dẫn cổ xuống địa phủ đi. Nếu cổ trần gian, hồn cổ sẽ bị tiêu tan đó. Chú đại sư, hồn của tôi bị tiêu tan, có phải chung với Tâm Lan? Xin lấy cứu tôi đi, tôi muốn sống chung với Tâm Lan mà. Thôi cũng được, thiên địa vô cực, càng khôn tác phải một. Chú đại sư, cô đừng sợ, tôi dùng kiếm qua hậu thể cho cô và dùng phép che mắt. chiêu mình tảo quan yểm nhãn phép. Sao không thấy nữa vậy? Chúng ta đi kiếm đi. Chung đại sư, cảm ơn nha. Có cần cảm ơn. Hai chữ tình cảm là quý hơn tất cả. Ai Nông? Ai Nông? Hiếu Đông, Chung đại sư xin đừng cho anh biết nha. Ai Nông, anh nên trả thù cho em rồi. Và giết chết các hồn. Các hồn có chết gì cũng là vừa. Nhưng cái này đã không quan trọng nữa. Tâm Lan à, chúng ta lập tức rời khỏi đây đi. Và đi lên núi sống. Chúng ta sẽ sống vui vẻ. Chung đại sư, tôi có thể sống chung với Ái Nồng cho đến già không vậy hả? Ý tôi muốn hỏi, Ái Nồng ở lại trần gian, cô có sao không? Nếu là có hại cho cô thì tôi không muốn âm dương tương cách nữa. Người khác chứ mà. Thạch Tâm Lan này cam lòng làm ma. Để được nha. Đại sư nói đi. Nói đi. Tôi... Chung đại sư. Đại sư, nói đi. Không sai. Cô ấy nằm đây có thể ở lại trần gian. Là thật à? Tại sao vậy? Vì có tôi đây. Tôi biết làm phép đó mà. Đúng rồi Tâm Lan à. Chung đại sư đã làm phép cho em. Bọn y sứ sẽ không thấy em nữa đâu. Thật đó, chính mắt em trông thấy mà. Thằng Tâm Lan à, bộ người nghi ngờ pháp thuật của ta hay sao hả? Cảm ơn đại sư giúp đỡ. Ơn của đại sư tôi sẽ không bao giờ quên. Đứng dậy. Khỏi cần phải làm như vậy. Tinh thần sự chí, kim nhật như gan. Thạch Tâm Lan, Ái Nồng thương người rất là sâu. Cho dù trời đất cũng bị cảm động. Tôi biết. Tâm Lan, chúng ta đi nha. Hiểu Đồng, bảo trọng. Đại sư, bảo trọng. Thạch Tâm Lan. Đại sư à, xin hỏi chuyện gì? Thấm thoát trôi qua. Như vậy người có biết không hả? Dạ tôi biết. Xin chào. Hiểu Đồng cô nương, tôi nghĩ trái tim của cô đã đi rồi. 7 ngày trôi qua rất là nhanh. Như vậy cô hãy lén đi theo họ đi nha hả? Xin chào Chung đại sư. Nè Quý, giờ này còn ở vườn qua làm cái gì? Bắt giới hả? Sư phụ à, sao bây giờ mới về chứ? Chuyện gì vậy? Ý, trời sáng rồi sao hết coi đó. Coi cái gì? Ê, sư phụ à, coi trời bảo đảm vui lắm đó. Cái gì mà vui vẻ chứ? Hả? Cái thằng mắc dịch. Sư phụ. Cái thằng mắc dịch này, mình rinh người ta đó hả? Ý, dạ, qua đây coi đi. Ê, khoan. Bà cái chuyện thất đức như vậy à, bổn đại sư không bao giờ làm đâu. Muốn xô ta vào chỗ bất nghĩa hả? Ê. Sư phụ nghĩ tới đâu rồi hả? Ông biết trong đó có cái gì không hả? Vậy dám xưng đại sư phụ, đầu óc toàn là gì không? Cái gì? Sư phụ nghĩ làm sao hả? Nè, ăn không ăn tự mình quyết định đó nha. Mất dịp tốt này đừng đổ thừa con đó. Liên quan tới hạnh phúc trung thân của sư phụ đó hả? Liên quan đến hạnh phúc? Được, để ta còn người muốn làm cái gì đã. Nè, qua đây coi. Sư phụ à, bây giờ biết chưa hả? Biết cái gì? Ây da, mỹ nương đó. Cô đơn đêm dài trằn trọc không có ngủ. Mấy bà quá phụ lúc ngủ không được đổ đậu xuống đất rồi lụm lên từng hạt một đó cho qua hết đêm dài. Bây giờ mỹ nương dùng dáng thách xảo cũng vậy thôi mà. Như vậy thì sao? Đại sư, không được khỏe hả? Có chuyện gì như là mất hồn mất vía vậy? Không có gì hả? Chết rồi. Sư phụ Sư phụ xong rồi hả? Ra đóng cửa đi. Dạ tối nay sư phụ vạn sự như ý vậy hả? Quý à, có chuyện gì vui vẻ vậy? Dạ không. Ê, mà đóng cửa đi hả? Đóng cửa không có gì. Nó nói tối nay nói về Ngọc Nhi vạn sự như ý đó hả? Mau lên đi chung đệ sư. Nè là như vậy kỳ lắm đó nha hả? Ê, sư phụ à, lâm trận rút lui hả? Đệ sư đừng có lo, có tụi cháu giúp mà. Đi đúng rồi, làm theo kế hoạch nha. Đi Ây da. Ai đó? Chuyện gì vậy? Cháu là Ngọc Nhi đi. Ngọc Nhi, cháu có sao không vậy? Không, cháu định là đi cầu, nhưng mà trời tối quá, đụng phải chậu bông nữa. Không sao đâu, vì chưa có ngủ, để coi có bị thương hay không. Dạ không, chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Dì bóp cho cháu nha. Cảm ơn dì. Anh đã bớt rồi. Bây giờ không có gì nữa đâu hả? Dì à, cháu đi cầu nha. Chào dì. Chào cháu. Ủa, sao kỳ vậy? Con mèo hả? Hey, mày ra đi phá hoài hả? Hey, trước cửa cũng có nữa. Hey, đại sư hả? Xin lỗi nha. Tôi có. Hai người thấy cô đơn đó hả? Tôi vô phòng nha. Ông Mi Nương, anh qua bến đi. Ai đó? Dạ cháu, Ngọc Nhi đây. Cháu vô có được không? Ây da, Mi Nương à, Mi Nương không cần phải ngại đâu, ai cũng vậy hết, có lúc thấy cô đơn mà. Tuy vậy, nhưng mà người ta thấy sẽ kỳ lắm đó. Cháu thấy đâu có cái gì mà kỳ chứ. Có người cũng giống như gì nữa. Ai vậy? Là Trung đại sư đó. Ông cũng như gì vậy, hàm chơi thất xảo. Cho thấy gì giờ ông đúng là thần giao cách cảm nè. Hey, Ngọc Nhi à, cháu nhớ đừng có nói bậy nghe không? Cháu đâu có nói bậy đâu. Cháu thấy gì già ổng đó hình như là trời xanh một cặp. Nè, dì thì mở quán rượu, còn Trung đại sư thì thích uống rượu. Dì cô đơn, ổng cũng cô đơn. Dì ở đây chơi dáng thất xảo, ổng cũng chơi dáng thất xảo đó. Mấy anh à, Mỹ Nương định gả cho Trung Dung, bây giờ làm sao đây? Bà gả cho cái thằng chống chọi với ta, Chà Bắt Ma đó hả? Chuyện này không phải tại Mỹ Nương, tại cái thằng Chà Bắt Ma thôi, nó dụ dỗ Mỹ Nương. Nếu mà Mỹ Nương gả cho nó à, sẽ khổ cho tụi mình lắm đó. Không chừng tụi mình à cũng bị nó bắt luôn nữa. Hả? Vậy phải làm sao? Được rồi, chúng ta đuổi thằng Chà Bắt Ma đi thì được rồi. Anh có lộn không vậy? Tụi mình đối phó với thằng Chà Bắt Ma chẳng khác nào là tự sai vào lưới thôi. Nếu mà mình làm thẳng không được á thì mình dùng mưu trí thôi. Hả? Cái gì mưu trí? Anh đã nói với sư phụ rồi. Lúc đó chúng ta thành hôn cùng một lúc, làm lễ cùng một lúc, hai cặp vợ chồng chắc là vui lắm hả? Không chừng sẽ thành giai thoại nữa đó. Ngọc Nhi à, Ngọc Nhi, em có đồng ý không? Mà mới chịu lấy anh. Ma? Anh nói rồi, em đâu phải là ma. Ta là ma, không có lấy người đâu. Ngươi là ma cái gì? Dám nhập vô trước mặt đại sư Bắt Ma. Ngươi cũng là đại sư Bắt Ma hay sao? Đạo hạnh của ngươi còn thua xa lắm. Được, bây giờ để ta nhập luôn mình của ngươi. Làm theo kế hoạch. Chung Dung, tôi tưởng rằng đời của tôi chỉ làm quen với ma thôi chứ, đâu có ngờ tôi cũng làm được tiểu đăng khoa nữa. cũng có điểm động phòng qua chút. Mặc thử áo của Tần Làng cái đã. Khoan đã, người không được mặc cái áo này. Các người là ai? Chồng cướp của Mi Nương. Ta sắp sửa thành hôn với Mi Nương. Ba người tới đây làm gì? Muốn phá hay là muốn làm cái gì đây? Mi Nương không có lấy cái thứ người như ngươi đâu. Ba người à, có cái gì hơn ta chứ? Ta là Trương Bất Phạm, Kim Loan Đại Điện, Ngự Tiền Diện Thi, có tên trên bản Trung Nguyên đó. Thánh Thượng Phong Điểm, Nhất Phù Đường Hoàng, Triệu Nhất Long Đại Tướng Quân, Cao Thủ Địa Nhất Cờ Bạc. Hoàng thượng ban ta cái danh hàm là vua cờ bạc. Ta đâu có thua cho các người. Ta chính là Trùng Dùng, đệ tử thứ 19 của đại sư Bắc Ma Trung Quỳ. Tiếng tâm lừng lẫy, ai ai cũng biết ta. Ngươi không phải là Trung Quỳ đâu, ngươi là Trung Dung. Mất dịch. Ê, ta không phải là đệ tử của ngươi, ta là vua cờ bạc. Nói dễ nghe một chút, ngươi là đại sư Bắc Ma. Nói khó nghe một chút, ngươi là thằng cha Bắc Ma. Làm sao so với tụi này được hả? Bạn người muốn làm sao? Nếu qua được tài trí dũng. Tài trí dũng 3 trận à? Đúng vậy, nếu mà ngươi qua được 3 trận tài trí dũng của tụi này, ngươi sẽ có tư cách thành hôn với Mi Nương. Nếu ngươi thua thì tự động biến đi. Nếu ngươi không thể thắng tụi này thì đâu còn mặt mũi gặp ai nữa. Không đuổi nó đi, nó cũng tìm chỗ trốn tôi mà. Trung Dùng, ngươi dám qua 3 trận không? Ai nói ta không dám. Đừng có nói chi là 3 trận, 30 trận, 300 trận. Ta cũng vẫn tiến thẳng như thường. Tốt. Được, bây giờ ta phá trận thứ nhất trước. Vậy ai giữ trận đó hả? Đương nhiên là do Trạng Nguyên ta giữ trận này chứ gì. Trạng Nguyên à, vậy qua trận bằng cách nào đây? Về văn tài ta là một người giỏi nhất. Bây giờ ta và ngươi thi về ca phú nha. Làm như vậy hình như không có ý nói à. Vậy chứ ngươi định làm sao hả? Mẹ của Trương Phi là ai chứ hả? Ngươi nói đi. Mẹ của Trương Phi à? Thế nào, không biết hả? Ta đọc đủ sách vở của Thánh Hiền, mẹ của Trương Phi trong lịch sử đâu có ghi lại. Ông Trạng Nguyên à, để ta nhắc khéo cho người nhà hả? Mẹ của Trương Phi là cái gì? Thị đó. Cái gì Thị? Chẳng hạn như mẹ của ta là Lương Thị, còn mẹ của Trạng Nguyên là Nhạc Thị. Vậy còn mẹ của Trương Phi? Trần Thị. Sai rồi. Lý Thủy. Chắc là Trung Thủy. Trạng Nguyên à, bộ nói đại đó hả? Ta không biết. Nếu không biết à, coi như ta qua được trận thứ nhất rồi nha. Cảm ơn. Khoan đã, không chừng chính ngươi cũng không biết câu đáp như thế nào nữa. Dạ, do ta đặt câu hỏi à, ta còn biết sao được chứ. Vậy ngươi nói đi, mẹ của Trương Phi là ai hả? Là Mao Thị đó mà. Mao Thị? Không thế nào đâu, có bằng chứng là nó bậy đó. Cái gì nó bậy? Ngươi nghe qua Mao Thị Sanh Phi chưa hả? Mao Thị Sanh Phi. Đúng rồi, Mao Thị Sanh Phi, tức là Mao Thị sanh ra Phi. Vậy mẹ của Trương Phi tức là Mao Thị rồi đó mà. Ngươi xảo quyệt lắm. Trạng Nguyên à, xảo quyệt à cũng phải có đầu óc mới được chứ. Bây giờ Trạng Nguyên chịu thua tôi chưa vậy hả? Cảm ơn nha. Được rồi, bây giờ trận thứ hai ai giữ trận hả? Trận này qua nổi không? Vua cờ bạc hả? Cho người biết nha, ta còn ở trong bụng mẹ đã biết cờ bạc rồi đó. Hay là vậy nha. Ê, người ta còn hỏi nữa à? Đúng rồi. Ta không móc ngươi của ngươi. Ta cãi với ngươi một ván nè. Cái gì? Đây có 2 cung cờ. Một lát nữa tôi vô cái túi, thò tay vào rút. Ngươi lựa màu gì? Màu gì cũng được. Màu đen nha. Nói cách khác, rút được màu đen là ngươi thắng, rút màu trắng là ngươi thua. Nè, dòm kỹ đi. 1 con trắng, 1 con đen. Rút đi. Rút ra màu trắng thì ngươi thua. Vậy... Cái gì vậy? Nhát hả? Nhát thì coi như chịu thua đi. Ai nói tôi chịu thua chứ? Rút thì đúng thôi. Bây giờ ta nhắc ngươi nha, rút ra màu trắng thì ngươi thua đó. Mở ra coi đi. Ngươi làm gì? Ta cũng không biết tại sao lúc tinh thần căng thẳng quá nó chạy vô trong bụng. Sao miếng nước trà uống đi cái đã. Giờ làm sao? Cái gì chứ? Làm sao biết người rút ra con màu trắng hay là con màu đen? Cái này thì dễ thôi. Rút ra một con ở trong túi, còn một con màu đen, tức là ta nuốt vô bụng cái con màu trắng rồi, coi như là ta thua thôi. Có phải không hả? Còn ngược lại à, coi như là ta thắng, vậy có đúng không? Đổ ra coi. Ê, ở màu trắng à? Trời ơi, cũng may. Bây giờ ta mới yên tâm. Ta nuốt vô là con cờ màu đen, phải không hả vua cờ bạc? Ngươi thông minh lắm. Ngươi cũng nói là ta thông minh đó mà. Vậy tức là ta khỏi cần phải gặp sóng gió gì hết à. Đã qua trận thứ nhì rồi chứ gì hả? Khoan đã, còn trận của đại tướng quân ta ngươi phải thi võ. Qua là cái chắc. Ngươi đừng có nói trước nha. Qua trận của ta phải có khả năng thật sự. Ngươi đừng có hòng lấm kế xảo nguyệt nữa nghe chưa? Thi võ chứ gì, đúng không? Nhưng mà không có được đâu. Bọn muốn đấu ở trong này đó hả? Wow, biết đâu làm đổ hết đồ đạc ở đây à. Ta có phần hùng nữa đó. Như vậy à, là ta đào lắm, phải không? Được, như vậy ra ngoài đi. Khoan đã. Nhát gan à, chịu thua rồi hả? Mày dám nói tôi nhát chứ. Nhưng mà hai tụi nó à, đã chịu thua rồi đó mà. Mau hiện ra hình dạng thật sự đi nha. Hả? Nè, nếu không à, ta sẽ dùng phép bắt ma của ta đó nha hả? Ê, sư phụ, chuyện gì vậy hả? Mi Nương à, sao cháu lại ở đây vậy? Cái thằng này nó rủ ta ra ngoài để thí võ đó. Thí với Mi Nương. Mời. Khoan đã. Ngươi muốn làm cái gì hả? Có làm gì hết, là đánh mà. Ngươi thi võ với ta, chắc chắn là hai bên đã cũng sẽ bị thương thôi. Ta không muốn làm thể xác của Mi Nương, bà vợ sắp cưới của ta bị thương đâu. Ngươi hãy hiện thân ra mà đấu với ta đi. Được. Trước kia Mi Nương là vợ của ta, ta không muốn mã bị thương đâu. Chung đại sư, tại sao anh, tại sao? Đừng có sợ. Anh Quý à, anh dẫn em tới đây gấp như vậy để làm gì? Cứu sư phụ. Cứu sư phụ hả? Sao vậy? Trời đất ơi, sư phụ của anh bắt ma thì được, đấu giỏi người ta đâu có biết đâu. Làm sao? Còn hỏi nữa, tới đây tìm ma đó mà. Đại sư à, đừng có đánh nữa. Chết rồi, kiếm nãy giờ không có ai đánh được. Một là tiên sinh, hai là thương già. Đại sư à, chịu thua đi bà. Có rồi đó. Ở đâu vậy? Kìa đó, là Thương Thiếu Lâm Tự, chắc chắn là đánh được. Đại sư chịu thua đi, đừng đánh nữa. Đừng có đánh nữa. Đa tạ đại sư giúp đỡ. Thiện tài. Hai người thương nhau kết thành vợ chồng. Mi Nương. Ái Nông à. Thành đại ca. Hiếu Đồng, sao em ở đây vậy? Thì thời hạn 7 ngày. Cái gì thời hạn 7 ngày? Dạ không, chị Nông kêu em hôm nay tới đây để thăm chị. Ái Nông đâu? Cô ở đâu? Em cũng không biết, khi em vô tới đây đã không thấy chị rồi. Đi đâu vậy? Nồng. Tam Lan. Hải Nồng, sao chỉ có em đây thôi? Em đang hướng nguyện. Hướng nguyện? Hướng nguyện gì vậy? Lần trước chúng ta không cách nào làm lễ chính thức được. Em rất muốn sớm thành hôn với anh. Được. Hiểu Đồng. Chứ Nông, em thật giữ lời hứa. Hiểu Đồng à, chị thành hôn với Tam Lan. Dạ em biết. Sắp hết hạn rồi, em giúp chị nha. Em biết cái này là tâm nguyện của chị mà. Hôm trước em đã làm phiền chị nhiều lắm. Lần này em hứa là em sẽ giúp cho chị. Hiểu Đồng à, mặt của chị xanh lắm hả? Em thoa phấn lên cho chị đi. Chị có muốn Tâm Lan thấy chị như vậy? Hiểu Đồng. Đừng thoa nữa. Mặt chị thật là khó coi. Đâu có phải vậy đâu. Đừng an ủi chị nữa. Chị biết chỉ còn 2 giờ nữa hồn chị sẽ bị tiêu tan, không còn ở trên đời này nữa. Con ma mà sắp sửa tiêu tan ở trên trần gian, mặt đương nhiên là khó coi rồi. Hiểu Đồng, em làm cái gì vậy? Dạ không có gì mà. Em khóc hả? Đừng nên khóc em à. Em phải mừng cho chị mới phải. Tại vì chị có thể chính thức làm lễ cưới với Tâm Lan. Chị không cho em khóc đâu nha. Chị Nông ạ, em làm cái này cho chị nè. Hiểu Đồng, phải là ý trời hay không? Sao lại sắp xếp chúng ta cùng thương Tâm Lan? Nhưng chị thấy hạnh phúc lắm, vì Tâm Lan thương chị. Chị Nông, chị còn đau khổ hơn cả em. Chị sẽ không thấy mặt của Thịnh đại ca nữa đâu. Phải, mãi mãi không thấy ảnh nữa. Anh cũng đâu thấy chị nữa. Hiểu Đồng, em hứa với chị một chuyện được không? Có chuyện gì chị cứ nói đi. Tội nghiệp cho em quá. Miễn là nó tốt cho Thạch đại ca thì cho dù là có khó khăn cách mấy đi nữa, ta Hiểu Đồng này vẫn có thể chấp nhận được. Hiểu Đồng, Đại Sư, tôi muốn ở với Tâm Lan. Trung Đại Sư, tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Hiểu Đồng à? Hiểu Đồng, anh... Sư phụ! Chào con. Chào sư phụ. Không ngờ hai thầy trò chúng ta cùng lấy vợ một lúc hả? Sẽ sanh con cùng một lúc không vậy? Cũng dám lắm à. Trung Đại Sư à? Trung Đại Sư à? Thạch Tịnh à? Trung Đại Sư, hãy cứu Ái Nông đi. Cứu Ái Nông? Dạ phải, hồn cổ tiêu tan rồi. Ê trời, tôi quên mất rồi. Đã hết hạn 7 ngày rồi. Trung Đại Sư, Đại Sư cứu cổ đi. Thạch Tam Lan, chúng ta không thể nào thấy mặt dịp cô nương nữa đâu. Không đâu, không đâu. Nghe tôi giải thích đi. Thạch Tam Lan, nè, dịp cô nương chưa có qua đầu thai chuyển thế, không phải là người. Cổ trốn khỏi quỷ môn quan, đã còn là ma. Thứ ba, cổ cũng không có tư cách làm thần tiên. Cả ba đều không phải. Không biết đi đâu mất. Tôi làm sao cứu cổ chứ? Trung Đại Sư, chắc Đại Sư có cách mà. Xin cứu cổ đi, cứu cổ đi Đại Sư. Cứu cổ đi mà. Tam Lan à, vì chuyện của ngươi à, ta đành phải giảm thọ tới 10 năm rồi đó. Dẫn ngươi đi xuống địa phủ. Chung dung ta sẵn sàng hy sinh. Còn lần này à, thành thật xin lỗi nha, ta thật không có cách nào nữa đâu. Không đâu, Đại Sư có cách. Chắc Đại Sư có cách. Có cách cứu cổ. Tạo quá trớ trêu. Thạch Tam Lan, ngươi biết không, người chết thì đã chết, người sống thì vẫn còn. Ngươi có biết không, cô Hiểu Đồng đó thiệt là trung tình với người lắm đó ha. Hiểu Đồng, Hiểu Đồng. Phải rồi, cô đứng ở đây vừa mới đi thôi. Thạch Tam Lan, kiếm cổ đi. Mau đi. Đứng dậy đi hả? Kiếm cổ mau đi. Mau đi. Hiểu Đồng. Thạch đại ca, anh còn đuổi theo làm gì nữa? Hiểu Đồng, anh tới đây cũng là vì chịu trách nhiệm thôi hả? Tại vì trong bụng của em đang có mang dòng máu của anh. Hiểu Đồng, Ái Nông nói với anh muốn anh... Em... Tại vì em cam lòng tình nguyện. Em đã có hứa với chị Nông rồi, làm sao có cách để nuôi cho đứa con đó thành người. Nếu mà trong lòng của anh chỉ có một mình chị Nông thôi, thì tại sao lại tự ép mình làm những chuyện mà anh không muốn làm chứ? Tạ Hiểu Đồng này chỉ thích những người đàn ông không thay lòng đổi dạ và chỉ chung thủy với một người. Bẩm công chúa, trời sắp mưa tới rồi. Chúng ta vô trong miếu quan bên kia nghỉ ngơi nha. Chúng ta lên đường. Ngươi là ai? Ngươi lập tức đi ra khỏi đây đi. Ngươi không chịu đi được có trách ta đó. Bẩm công chúa, có thể vô trong nghỉ chân. Bẩm công chúa, mưa đã tạnh rồi, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Sao giết tôi? Ngươi dám ngồi kiệu của bổn công chúa? Tôi chỉ muốn là đục mưa thôi mà. Ngươi dám xúc phạm tới bổn công chúa, ngươi phải chết. Ngươi... Xin lỗi nha. Ai vậy? Ngươi... Tại sao đến quyền của tôi hả? Cô muốn làm gì? Chuyện gì công chúa? Mấy người là ai? Chúc mừng phò mã. Cái gì phò mã? Anh không biết đã tu được mấy kiếp. Nếu không thì anh đã chết rồi đó. Anh biết hay không? Ai mà thấy rõ bề mặt thì của công chúa chúng tôi thì đều phải chết. Nếu không thì công chúa của chúng tôi sẽ tự tử. Trừ khi... công chúa chọn người đó làm phò mã. Anh thật là có phước đó nha. Tại vì công chúa thích anh cho nên anh mới khỏi chết. Cái này là nội quy của ân tộc chúng tôi. Ân tộc? Cái gì ân tộc vậy? Tôi nói thật nha. Vì chúng tôi không phải là người. Hèn cho mấy người biết sử dụng bùa phép, thì ra mấy người lì quái. Người dám sử dụng chúng ta lì quái hả? Dù là người cũng vậy, yêu cũng vậy, chúng ta vẫn phải kết nghĩa vợ chồng. Cô đừng có mơ. Tôi không thành hôn với cô đâu. Đã trong tay của tôi, anh bằng lòng hay không cũng phải chịu thôi. Ngươi đi ra ngoài đi. Dạ. Anh biết không, em thương anh lắm đó. Có tình cát, có tình cát, có tình cát. Thu Liên, mau giúp việc cho anh đi. Ngươi đừng làm gì anh nha. Ngươi đừng có qua đây nha. Nếu không ta sẽ giết hắn. Ngươi còn nói nữa ta giết hắn cho coi. Lui ra, lui ra. Đi. Thu Liên.